I've been driving around in my car, looking for some kind of open bar. It's gonna be alright, gonna be alright. Got no money, but I'll work it out with my charm. Having a good time, ain't doing no harm. It's gonna be alright, gonna be alright. Hey now, honey, I've been driving around in my car, looking for some kind. Hello mọi người, lại là Trang đây. Mọi người có biết hôm nay Trang đang ở đâu không? Hiện tại thì Trang đang có mặt ở Phan Thiết. Và lần này thì Trang quyết định tận hưởng kỷ nghỉ dưỡng của mình tại Seahorse Resort Spa Phan Thiết. Và lần này thì Trang đã sử dụng gói combo của Ivivu, có xe limousine đưa đón du khách từ Sài Gòn đến Phan Thiết khoảng 4 giờ đồng hồ. Và xe limousine này sẽ đưa đón các bạn đến ngay tại resort luôn. Và resort này thì nằm ngay trung tâm của Mũi Né. Bởi vậy mà xung quanh đây có rất nhiều những hàng quán, rồi nhà hàng ăn uống này, những địa điểm tham quan hấp dẫn, đáp ứng được nhu cầu vui chơi và ăn uống của các bạn nữa. Giá cả thì không lo bị chặt chém. Còn bây giờ thì các bạn hãy cùng mình vào check-in resort nhé. Let's go! Thưa chị, em có đặt phòng trên qua app của Ivivu á. Chị ơi, em đang xin tên người ạ. Tên mình của em là Bùi Huyền Trang nha. Ta-da, vậy là mình đã check in xong. Bây giờ thì các bạn hãy cùng mình khám phá xem căn phòng của mình ở ngày hôm nay thế nào nha. Đi thôi. Các bạn có thể thấy là combo này rất là tiện lợi luôn, bao gồm có thức uống chào mừng này, nghỉ dưỡng tại hạng phòng deluxe và bạn sẽ có ăn sáng buffet tự chọn. Rồi ngoài ra thì cậu sẽ được thưởng thức hai bữa ăn theo set menu hoặc món ăn lầu thả tại nhà hàng của resort nữa. Và giảm giá dịch vụ spa này, rồi ngoài ra thì sẽ được sử dụng tất cả các dịch vụ khác tại resort miễn phí. Phòng của mình đặt trong combo là phòng deluxe and view. Wow, căn phòng xinh quá đi. Ui, có con voi dễ thương này. Xin chưa, cảm ơn resort rất là chu đáo khi mà set up phòng cho mình. Ê, có một cái ban công ngoài vườn, ban công nhìn ra sân vườn rất xinh. Buổi tối mà ra ban công này ngồi và tận hưởng không gian đây thì còn gì bằng nữa. Căn phòng này thật là rộng luôn á, mình thấy trang trí rất là đơn giản nhưng mà vẫn sang trọng. Nội thất của phòng thì được làm theo lối kiến trúc nhà cổ mang đậm văn hóa của Việt Nam. Nhà tắm ở đây cũng rộng nữa, tắm lại còn nhìn ra cả khuôn viên của khu vườn. Một căn phòng VIP tuyệt vời như thế này thì còn gì mà không tận hưởng. Bây giờ thì hãy cùng Trang tận hưởng thôi nào. Bye bye. Hiện tại thì mình đang ở nhà hàng Seahorse Hippocampus. Và các bạn có thể thấy là nhà hàng này nằm ngay sát biển nên bạn có thể vừa ngắm biển và vừa thưởng thức bữa ăn của mình. Và trong gói combo ấy, thì bạn sẽ được thưởng thức bữa ăn trưa theo set menu tại nhà hàng. Và mỗi ngày thì nhà hàng sẽ đều có những set menu khác nhau. Và đây là set menu bữa trưa của mình ngày hôm nay, bao gồm những món này. Như các bạn đã thấy thì Trang đứng trong khuôn viên của Seahorse Resort Spa Phan Thiết. Các bạn có thể nhìn thấy đây là một khu vườn rộng lớn và xanh mát luôn, tràn ngập cây cối, hoa cỏ. Nên là đây cũng là một địa điểm nổi bật của resort và cũng là nơi được rất nhiều du khách check-in chụp hình sống ảo. Còn bây giờ thì các bạn hãy cùng theo chân Trang khám phá xem nơi này có những điều gì bí mật nha. Let's go! Bạn có thể thấy là Trang đứng ở ngay trên cái dòng suối nhân tạo chạy dọc xuống dưới phía biển. Và hai bên resort chính là bungalow chạy dọc xuống phía dưới biển. Và ở đây thì có vườn rau má để chụp ảnh check in này, có hồ cá. Các bạn có thể cho cá ăn ở đây, xung quanh đây thì có cây cối, hoa lá, có xích đu để có cả võng để các bạn chụp hình sống ảo nữa. Vậy nên là hãy diện thật bộ đồ thật đẹp, mặc những cái bikini thật quyến rũ và nóng bỏng để check in những bức hình lung linh thôi. Đi nào! Thử 3 ngày 2 đêm ở đây thật là một điều tuyệt vời với Trang luôn đó. Và giống như là ở đây mình đến một thiên đường nhiệt đới, là cây cối xanh mát, rồi được sống một cuộc sống healthy nữa. Thế vậy thì tận hưởng cho đã mới được. Ta-da! Mọi người ơi, Trang đang đứng trước nhà hàng Seahorse Beach Show.
Và nhà hàng này thì sẽ mở cửa từ lúc 5 giờ chiều đến 10 giờ tối. Và đặc biệt một món ăn không thể thiếu ở Phan Thiết và nhất định ai đến Phan Thiết cũng phải ăn, đó chính là món ăn lẩu thả. Và các bạn nhớ đến Phan Thiết phải thử món ăn này nhé. Mọi người ơi, Trang đang đứng ở hồ bơi vô cực của Seahawk Resort Spa Phan Thiết. Và các bạn có thể thấy đó, bể hồ bơi rất là rộng luôn. Và theo thông tin mới nhất mà Trang được biết đó, thì hồ bơi này mới được sửa chữa và đi vào hoạt động vào tháng 10 năm 2019. Và tiết lộ cho các bạn một điều nha, là hồ bơi này có diện tích khoảng 500m2. Và các bạn có thể tha hồ đắm mình trong cái làn nước trong xanh, cũng như là tận hưởng một cái kỳ nghỉ tuyệt vời tại đây. Vừa tắm biển này xong lại còn vừa tắm hồ bơi xong lại còn vừa ngắm biển thì còn gì tuyệt vời bằng. Và nếu mà những ai mà đã từng đến Phan Thiết hoặc là chưa tới Phan Thiết thì nhớ trải nghiệm ngay cái hồ bơi vô cực tại Seahawk Resort Spa Phan Thiết nhé. Và các bạn có thể thấy ở phía xa kia là Kid Pool, đây là hồ bơi dành cho trẻ em. Và ở phía xa kia nữa là quầy bar nón lá view biển, view nhìn trực diện ra biển luôn. Và các bạn có thể vừa thưởng thức nhâm nhi ly cocktail này, vừa ăn kem rồi ngắm biển này, tắm nắng này. Quá là tuyệt vời đúng không? Còn bây giờ thì Trang sẽ đi trải nghiệm hồ bơi ngay đây. Có ai đi cùng Trang không? Gọi hotline 1900 1870 hoặc tải ứng dụng ivvu.com để đặt ngay. Và đừng quên nhấn subscribe để theo dõi những video mới nhất từ ivvu.com nhé.